anh em mấy cái này bay hết luôn à, mấy cái này bay hết luôn à, mấy cái này bay hết luôn. Đây, thành hành xài đúng 2 cái gương chiếu hậu của con Isuzu LQR550 anh em nhé. Thì tháo hết hai gương mới của anh trai ra nhá. Thì mình lắp cho anh đôi gương mới vào hàng chuẩn chỉ công ty luôn. Đấy các bạn ạ, gương này thì nói thật các bạn là nó cũng chẳng khác gì gương xịn theo xe đâu. Nó chỉ khác một cái số mà cái gương này thì nó sẽ thay bằng ốc 10, anh em có thể đưa cũ qua anh em sang lục giác thì tùy nhá. Đấy, mình đang xoáy cho nó ra để cho bác ý chỉnh. Nó đúng vào tầm gương thì led căng luôn, hàng công ty 100% luôn anh em nhé. Anh chỉnh đi, thoải mái ra vào ngang dọc. Đấy, cho nó đấy, gọi là led căng luôn. Xong nhá, giờ mình ấn nốt hai gáy là xong thôi. Cái gương xịn ấy, thì đằng sau nó là lòng tròn anh em ạ. Và bên mặt trên của nó ấy, cái gương nhà mình nhập mã rất là xịn luôn. Nó có hai miếng gờ đây các bạn này, hai miếng gờ hai trên. Trên dưới các bạn biết không? Tại sao không? Mã của Isuzu ấy nó có nhưng mà cái mã mình nhập đắt tiền hơn là mã không có gờ. Nó gờ lên này, nó ôm cái mặt gương rất là nét luôn, tất cả đều gương chuẩn chỉ hết anh em nhá. Nét căng luôn.